Thanh Hùng Fosso đi cùng cả bóng đá. Ghét Thanh Hùng, sắm giày chính hãng. Barcelona sau khi vượt qua Napoli đã trở thành ứng cử viên số 1 cho chiếc vô địch Europa League mùa này. Và trận đấu với Galatasaray là cơ hội để đội chủ sân Camp Nou chứng minh điều đó. Hiệp đầu tiên chứng kiến sự chủ động từ Barcelona. Tuy nhiên, đối diện với các chân sút của đội chủ nhà là thủ môn Iñaki Peña, người chỉ vừa gia nhập Galatasaray ở kỳ chuyển nhượng mùa đông theo dàn cho mượn từ chính Barcelona. Và đây là trận đấu mà Peña thi đấu xuất sắc với 3 lần cứu thua 10-10. Đã vậy, Barca còn thoát thua hú vía khi Gomis lập công ở phút 78. Tuy nhiên, bàn thắng này không được công nhận vì lỗi việt vị. Chung cuộc cả hai hòa nhau không đều. Một số kết quả đáng chú ý khác: Atalanta có được chiến thắng 3-2 trước Leverkusen, Braga vượt qua Monaco 2-0, Rangers giành chiến thắng 3-0 trước Sevilla, Sevilla giành chiến thắng 1-0 trước West Ham. Kai Havertz đã thi đấu rất ấn tượng ở trận Norwich với một bàn thắng cùng một kiến tạo. Chelsea đã giành được chiến thắng 3-1 để tạm ổn định tâm lý trong bối cảnh ông chủ Abramovic vừa bị trừng phạt. Hai bàn thắng còn lại được ghi gia công của Trevoh Chalobah và Mason Mount. Trong khi đó, Timo Pukki là người ghi bàn thắng duy nhất cho Norwich. Kết quả này giúp Chelsea vững vàng trong top 3 với 56 điểm, nhiều hơn đội xếp sau là Arsenal 8 điểm, nhưng thi đấu nhiều hơn 2 trận. Trong trận còn lại tại Ngoại hạng Anh diễn ra vào rạng sáng nay, Newcastle tiếp tục có phong độ ấn tượng với chiến thắng 2-1 trên sân của Southampton. Trong khi đó, Wolverhampton có màn hủy diệt 4-0 trên sân nhà trước Watford, trong khi Aston Villa đẩy Leeds vào khủng hoảng với chiến thắng 3-0. Chelsea đang chìm vào khủng hoảng sau khi chủ sở hữu của họ, Abramovich, bị chính phủ Anh phong tỏa toàn bộ tài sản. Căn cứ theo lệ phong tỏa tài sản đối với Abramovich, vị tỷ phú 55 tuổi cũng bị tước quyền sở hữu Chelsea. Về phía Chelsea, câu lạc bộ này bị cấm bán vé từ ngày 10 tháng 3. Không chỉ vậy, trừ các khoản tiền bản quyền truyền hình và tiền thưởng thi đấu từ các liên đoàn bóng đá, tất cả các khoản tiền được Chelsea nhận được từ các quỹ cũng sẽ bị đóng băng. Đáng nói hơn, Chelsea bị cấm chi một cầu thủ mới cũng như gia hạn hợp đồng với những cầu thủ sắp hết hạn. Ngay sau khi chính phủ Anh đưa ra lệnh trừng phạt, Chelsea lập tức gặp vấn đề lớn. Nhà tài trợ chính của họ, Tree, cũng đã quyết định đình chỉ hợp đồng. Tree yêu cầu Chelsea xóa bỏ mọi hình ảnh liên quan đến áo đấu cũng như banner quảng cáo tại Stamford Bridge. Quyết định của Tree có thể kéo theo nhiều nhà tài trợ khác cũng rút khỏi Chelsea. Theo Daily Mail, Nike, Hyundai và Hublot đã đang đánh giá nghiêm túc tình hình tại Stamford Bridge. Nhiều khả năng những nhà tài trợ này cũng sẽ tạm thời ngưng hợp tác với Chelsea. Theo Telegraph, Abramovich chỉ có thể bán Chelsea khi giao cho chính phủ Anh quyết định toàn bộ quá trình đàm phán cũng như định giá câu lạc bộ. Chính phủ Anh sẵn sàng đưa ra các điều khoản đặc biệt cho phép The Blues được bán nếu xác định được lợi ích tốt nhất cho câu lạc bộ. Nhưng ngay cả như vậy, Abramovich cũng không thể thu được bất kỳ khoản lợi nào từ việc bán câu lạc bộ của mình. Trong trường hợp Abramovich không đồng ý để chính phủ Anh tiến hành vụ mua bán, Chelsea sẽ bị đẩy vào tình trạng tê liệt. Đây là một chiến lược nhằm cô lập tài chính Nga sau khi Tổng thống Putin phát động cuộc tấn công. Neymar đã chính thức lên tiếng về tin đồn anh đánh nhau với thủ thành Donnarumma sau trận đấu Real Madrid. Chia sẻ trên trang cá nhân, Neymar không ngần ngại công kích giới truyền thông chỉ toàn bịa chuyện. Tôi rất ghét phải lên đây và nói về các tin đồn. Nhưng các thông tin vừa qua là những lời nói dối trắng trợn. Không có chuyện chúng tôi đánh nhau trong phòng thay đồ. Các phóng viên không đủ năng lực nhưng lại muốn thăng tiến. Hãy tìm cách khác đi. Bên cạnh đó, Neymar cũng chụp màn hình tin nhắn WhatsApp giữa anh và Donnarumma. Tại đây, tiền đạo người Brazil đã an ủi người đồng đội của mình. Cristiano Ronaldo đã vắng mặt trong buổi tập chính của Man United ngày thứ 3 liên tiếp kể từ sau trận thua Manchester City. Ronaldo lỡ hẹn với trận derby Manchester vì chấn thương ở hông và anh đã bay về Bồ Đào Nha. Hôm 8 tháng 3, Ronaldo được bắt gặp lái xe đến sân tập của Man United nhưng không vào đó tập cùng với toàn đội, khi anh chỉ tập riêng trong phòng hồi phục chấn thương. Hiện tại vẫn chưa rõ liệu Ronaldo có kịp hồi phục chấn thương lẫn thể trạng để ra sân gặp Tottenham Hotspur vào đêm ngày 13 tháng 3 hay không. Chiều qua ngày 10 tháng 3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã công bố danh sách tập trung chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Oman và Nhật Bản trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đáng chú ý ở đợt tập trung này, Robin Pohanza đã triệu tập cầu thủ Việt kiều của Bình Định, Smith Adriano. Smith Adriano sinh năm 94, có bố là người Việt và mẹ là người Đức. Cầu thủ này từng khoác áo Hải Phòng từ năm 2018 trước khi về đầu quân cho Bình Định ở đầu mùa này. Đây là mùa giải đầu tiên mà Smith Adriano được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Việt Nam. Theo kế hoạch, vào ngày 14 tháng 3, Việt Nam sẽ hội quân trở lại ở Hà Nội. Sau đó, cao đội sẽ bước vào buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ngày 15 tháng 3.